Đi dạ ơi. Đi đâu anh? Đi tới nhà một cái nhân vật này rất là đặc biệt nha. Anh có thể bật mí chút xíu cho em với lại cho quý vị khán giả biết không? Không không, trước khi mình bật mí đó thì anh nghĩ là em nên chào quý vị. Bật cái lời chào. Đúng rồi. Ngọc Lan Vũ Quốc Thượng xin được chào quý vị và các bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc 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 cốc. Ở đây có phải là phường 10, quận 10 không? Dạ đúng rồi. Đây là nhà của một nhân vật vừa mới sinh ra là anh đã nổi tiếng rồi. Vậy là chẳng lẽ là con nhà nòi cho nên là được biểu diễn từ nhỏ. Chút nữa em gặp nhân vật này thì em sẽ biết tại sao anh Thuận lại nói anh vừa sinh ra là anh đã nổi tiếng rồi. Nha. Dạ. Thôi bây giờ mời em cùng đi với anh. Nha. Rồi đi. Vẫn chưa biết nhà ai luôn nha quý vị. Hình như tới đây nè. Đây. Vì một thế giới đẹp tươi. Bây giờ em có đoán ra được nhà của ai chưa? Đây là cờ Nhật đúng không anh? Ừ. Cờ Việt Nam thì là một nhân vật sẽ có một cái mối quan hệ với lại tình hữu nghị giữa Việt Nhật. Thôi rồi, gõ cửa đi. Đây rồi. Ủa chào ông Thuận. Chào em. Ủa em ơi, có Đức ở nhà không? Dạ Đức đi làm chưa về. Em chưa biết Đức lại luôn đúng không? Anh ơi, để em sâu chuỗi lại câu chuyện Đức mà có một cái mối quan hệ Việt Nhật. Có phải là cặp song sinh Việt Đức ngày xưa đúng không? Đúng rồi đó. Trời ơi, anh đưa thông tin ít quá, em không có nghĩ ra. Anh mời anh chị vô nhà. Ở dưới nhà em nhỏ lắm ạ. Không có sao hết trơn á. Rồi thôi đi. Dạ em mời anh chị vô nhà. Chào quý vị khán giả, hiện tại thì Quốc Thượng và Ngọc Lan đang có mặt ở nhà của Đức. Đây là một nhân vật rất là nổi tiếng khoảng chừng cách đây 30 mấy năm. Đó là một cặp song sinh dính liền với nhau. Đó là cặp song sinh Việt Đức. Đó thì hiện tại thì chỉ còn Đức thôi. Nhưng mà còn bạn Việt thì đã mất cách đây mười mấy năm rồi. Dạ. Và Đức thì bây giờ là đang làm việc cho nên là một chút nữa mới về. Còn ở đây thì đó là Tuyền. Tuyền là vợ của Đức. Và đây là bác mẹ vợ của Đức. Dạ con chào cô. Em thấy ở ngoài là có để hai lá cờ Việt Nam và Nhật. Dạ. Cái đó là vì một thế giới đẹp tươi là cái quỹ. Cái quỹ đúng rồi. Của dạ. là giúp đỡ những cái bạn khó khăn người kia. Dạ. Ảnh cũng đi gia đình mình cũng khó khăn nhưng mà mình cũng có cái tâm lòng cao cả, mình cũng đi giúp lại. À, nhưng mà em với Đức là kết hôn bao lâu rồi? Kết hôn năm 2006 thôi về. 16 năm, 17 năm. Đó. 15 năm. 15 năm. Dạ, cộng trừ nhân chia giỏi dữ mấy. À, mọi người tại vì hôm nay anh Đức chừng nào về chị? Lan, em hãy nhìn lên đi. Kìa. À, là hai yeah. hai bạn nhỏ này là con Đức á hả? Dạ. Đứa trai, đứa gái, sinh đôi á. Ôi ôi. 2009. Chị Tuyền, nhưng mà lúc mà mình có bầu á, khi mà mình biết mình mang song thai á thì mình có bị lo lắng không? Trời, chị lo quá trời luôn. Sợ ảnh hưởng tới ba với chất độc da cam, sợ ảnh hưởng từ ba. Dạ. Thì lúc đó hả, nó có thai thành nó nằm ở trên lầu giật, đâu có xuống đâu. Vì đi động thai đâu có dám đi đâu. Cái tôi qua đây nuôi là từ hồi có thai tới giờ. Em và Đức là ở đây là bao lâu rồi em? 2007 ở tới đây rồi. Là cưới năm 2006. Dạ, 2007 là có nhà. Cái công việc hiện tại của em là làm gì? Dạ, nội trợ, nấu cơm với đưa rước mấy đứa nhỏ đi học. Tức là bây giờ là nguồn kinh tế là bạn Đức. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà anh được biết Đức có thể nói là một người mà hầu như là phải vào vô bệnh viện rồi mổ như là chắc có lẽ là nhiều nhất Việt Nam. Dạ đúng rồi. 2017 thì bị bệnh vô trong bệnh viện là giống như là một năm ở trong luôn, cứ ra vô hoài liên tục. Lần đó là mình vô bệnh viện là vì cái bệnh gì chị? Bị bệnh thận, Đức có một trái thận thôi. Nên nó bị yếu hơn cái là bình thường, với khó lọc cơ thể. Mà cứ lâu lâu á, ở trên Facebook á,
lâu lâu là thấy anh đăng một tấm ảnh là anh nằm ở trong bệnh viện hai đi vô mổ thì nghe vẫn vui vẻ mà rất là vô lạc tư quan, dạ. Rất là lạc quan. Thôi bây giờ mình chờ Đức về rồi xong cái ý nghe về đâu kìa rồi vô 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 đi về đi rồi. Chào con, bây giờ mình giới thiệu đi, mình tên gì? Dạ con tên là Nguyễn Phú Sĩ. Còn con? Dạ con tên là Nguyễn Anh Đào. Em thấy có gì đặc biệt không? Của Nhật đó anh. Của Nhật đó. Đúng rồi. Rồi các con đi lên đi, tắm rửa chuẩn bị ăn cơm nha. Em chào anh. Rồi chào Đức. Xưa giờ em chỉ được biết anh qua truyền thông, đây là lần đầu tiên em được gặp. Rất là hân hạnh. Cảm ơn. Bây giờ thì cái tình trạng, cái sức khỏe sao Đức ạ? À? Sức khỏe thì nói chung là nó tính luôn về cái vấn đề mà gọi là mổ, mà từ cái năm 88 cho tới bây giờ luôn là cũng là trên 10 lần rồi, cho nên sức khỏe thì nói chung là hạn chế. Nãy Lan nói không biết giờ anh Đức anh làm cái gì trong làng Hòa Bình. Thực ra thì hồi xưa thì là em làm về đối ngoại, trách về văn nghệ. Đấy. Vì bây giờ thì là làm về nhân viên, chỉ là trực ban, là trực phòng thôi, vấn đề gì. Nhưng mà chịu trách nhiệm, mà cái công việc nhiều nhất, cái công việc mà nó tốt nhất, chủ chốt nhất vẫn là cái công việc của thành phố. Thì em là ủy viên cho ban đó mà nội người Việt Nhật, cho nên là làm về những cái vấn đề đối ngoại cũng như là văn hóa, về tất cả các lĩnh vực về văn hóa Nhật Bản cho Việt Nam là chủ yếu. Nãy giờ trò chuyện là cũng lâu rồi đó, chờ anh về để gặp anh để em hỏi chuyện riêng với anh đó. Đi rất là giỏi nha mọi người. Đi nè, hay chưa anh ơi? Đợi em anh ơi, anh đi gì mà nhanh quá vậy? Theo những cái thông tin mà em đọc được á, tức là anh mổ là lúc đó là hai anh em anh là năm 8 tuổi. Trước đó 86 thì vào một cái thời điểm nói chung là buổi tối anh bị lên một cái cơn sốt hôn mê luôn và đi cấp cứu luôn. Thì lúc đó nói chung là rất là vất vả, bởi vì lúc đó là còn dính, mình cũng cảm nhớ cái lúc đó là mình còn nhỏ nè, cái sự hồn nhiên nó vẫn còn. Lên trên xe đi vô bàn mổ mà còn hát hò nói chung rất là hồn nhiên. Khi lớn lên mình mới cảm nhận hiểu rằng là cái quá trình đó nó là một cái quá trình rất là cam go, bởi vì anh mình sốt như vậy chỉ có một bên duy nhất nhận là chính phủ Nhật nhận. Nhận thì khi mà được điều động lúc đó thì Việt Nam mình phải nói là thực sự với đó là đang là nằm trong thời gian cấm vận và cũng chưa có đường hàng không. Dạ. Cho nên là chính phủ Việt Nam lúc đó là cũng nói chuyện hai bên nói chuyện như thế nào thì mới cấp rút có một cái đường bay thẳng từ Tokyo sang Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Là họ dập đỏ Nhật Bản đưa chuyên cơ qua đây, đưa qua bệnh điều trị. Rất tiếc thì điều trị anh Việt trong đó thời gian là 3 tháng sau đó, tôi không nhớ lắm. Nói chung là thất bại, coi như là bị viêm màng não luôn, nằm đời sống thực vật luôn. Mình rất là vất vả. Tưởng tượng như mình đang ngồi vậy đi, thì ảnh là người nằm dọc với mình vậy đi, mình phải kéo theo nó là một cái điều rất là khó. Kế đến là những cái vấn đề gọi là sinh hoạt cá nhân thì nó hơi khó. Quan trọng hơn nữa là khi dính như vậy thì cơ địa con người và bệnh gì đó, thì anh Việt bị sốt, anh Việt bị sao mũi, bị gì các kiểu, thì một thời gian rất ngắn thì mình là người bị lấy. Đúng rất rồi. Nhanh thôi. Rồi bao lâu thì anh cứ phải sống mà phải nơ theo một cái người anh? 2 năm. Tức là từ năm 86 anh dịch bệnh nè. Dạ. Xong là chữa không được nè, quay về Việt Nam với cuộc sống bình thường như vậy thì hai anh em là một người biết một người không nè. Dạ. Thì phải lôi kéo sinh hoạt cá nhân này nọ rồi các kiểu, cho đến năm 88 là ngày 4 tháng 10 các bác sĩ quyết định tách đôi. Thì đó là cái thời khoảng khắc mà mình được độc lập. Anh mình chống chọi được 19 năm thì anh mình mất, thì cái điều đó mình mới bắt đầu tỉnh dậy một cái cách rất là bàng hoàng và rất là sốc. Cái chuyện mà nó áp lực tới mức độ mà vô đường cùng á, tức là không có ba mẹ, rồi cuộc sống trên cái đường đời của mình nó có nhiều cái sốc. Anh Việt bị bệnh, sốc mổ ra, rồi sốc anh Việt mất, rồi bản thân mình đi học bị chiêu ghẹo, rồi nói chung đủ các kiểu. Như vậy thì trải qua bao nhiêu cái khó khăn như vậy, cái hoàn cảnh gia đình thì cũng không có được đầy đủ như là người khác, thì em đang muốn biết rằng là động lực nào để có được anh Đức của ngày hôm nay. Hồi xưa khi mà mình bị những chuyện đó, mình cũng có những lần nghĩ quẩn, nhưng mà rất may là mình tỉnh táo một cách là mình phải nghĩ rằng một điều là cái cuộc sống này nó còn rất là nhiều cái điều tươi đẹp phía trước. Mình cảm thấy là mình mất đi, mất mát đi rất nhiều rồi, cái tình mẫu tử đó không có. Bây giờ anh mình mất mà anh mình ở thế giới bên kia như vậy, mà nếu mình làm một cái điều gì đó nó không hay không phải thì nó cũng xem như là một cái điều là không có tôn trọng người anh của mình. Và bản thân mình muốn ở chỗ là mình phải làm sao để sống cho thật tốt, mình tận hưởng những cái khoảnh khắc, những cuộc đời đẹp nhất còn lại của anh mình đã không được tận hưởng, mình thay anh tận hưởng.
Khi mà cái thông tin ca mổ của Trúc Nhi, Diệu Nhi thành công á, trong những cái khoảnh khắc đó có bao giờ anh chực nhớ lại cái quá khứ của mình hay không? Cái giây phút đó mình anh rất là nhớ là cái ký ức, bởi vì ký ức đó, ký ức mà anh cũng cảm nhận là nó rất giống mình. Các bé rất là hồn nhiên, mình coi trên YouTube, coi về chương trình, thấy các bé được đẩy vào phòng mổ mà vẫn hô hay thế. Mình nhớ lại cái thời đó, nhưng mà cái điều mà anh nhớ nhất đó là cái khuôn mặt, cái nét mặt của anh mình. Cảm ơn rất là nhiều đến với các bác sĩ, những người mà đã cứu sống anh và mổ anh. Các bác đã vượt qua rất là nhiều những cái khó khăn. Bác sĩ Trần Đông A có nói với anh là đây là trường hợp của anh là đục xương chứ không phải là cưa xương. Bởi vì cái thời đó đâu có máy cưa xương như chứng khoa chỉnh hình bây giờ. Hồi đó là phải đục từng tí, và anh đã từng coi cái đĩa mà ca mổ của anh đó, 17 tiếng đồng hồ. Mà đó là anh mới thấy là đó là một cái thời gian mà mọi người đã nỗ lực, các bác đã nỗ lực rất là nhiều để cứu sống hai anh em. Thì đó là một cái tình cảm rất là lớn mà cho đến thời điểm này mình cũng cảm nhận rằng là mình chỉ biết dùng cái công việc của mình chỉ biết dùng cái cuộc sống của mình sống như thế nào tốt. Coi như đó là một cái chuyện đền đáp rất là lớn đến những cái người, những cái bác mà đã cố gắng giúp mình. Anh á, còn hơi kém may mắn hơn Trúc Nhi, Diệu Nhi một cái khía cạnh nữa, đó là không có cha mẹ, không có người gọi là ruột thịt ở kế bên mình để động viên mình. Là anh cảm thấy là hai bé may mắn quá, có được sự bao bọc của ba mẹ. Nhưng anh có gặp lại gia đình mình lần nào chưa? Anh vẫn gặp, cho đến bây giờ anh vẫn gặp em. Như là ba thì đi lấy vợ khác ở Lâm Đồng, nhưng mà ba cũng giống mình, bị ảnh hưởng chất độc da cam cho nên là bị điếc và không nói được. Còn mẹ thì vẫn gặp, vẫn nói chuyện. Mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà mẹ thì đi theo chị, đi chị ruột đi theo mẹ. Thì mẹ mình là bị giống như là ảnh hưởng một chút về thần kinh đó. Rồi bây giờ quay ngược thời gian, trở lại với cách đây mười mấy năm về trước đó, thì anh rất muốn biết là em và Đức á, là gặp nhau và quen nhau trong trường hợp nào? Đi chơi với bạn, cái rồi gặp quen nhau luôn. Bạn của em đi làm trong bên làng hòa bình á, về Di Tính kêu Đức vô, Đức chỉ Di Tính. Xong rồi cái nó ngủ đi chơi, cái nó ở đây có mấy đứa bạn nè, rồi đi bạn gái đi chơi sau cũng kết một em luôn, ba bốn đứa con gái mà kết em nè. Lúc mà em gặp, chắc có lẽ là em cũng biết về cái câu chuyện của Đức đúng không? Dạ không. Em không biết việc Đức là gì luôn. Nhưng mà tại sao em lại thương Đức? Giống như hồi đó em phụ mẹ em buôn bán này kia, em chỉ biết đi buôn bán xong về nhà em ngủ nghỉ rồi bắt đầu em đi nữa, em không biết là cái gì luôn á. Tại vì thấy nói chuyện hay rồi vui vẻ rồi tạo cho mình em biết chỗ này này kia, anh chỉ chỗ này kia cho em. Chọn người với người này sống thật tình với cái nội tâm. Mỗi lần đi chơi là ông chở trên chiếc ba bánh không à? Dạ, Charlie á. Hồi chỉ Charlie. Mỗi lần ngập nước là tắt máy luôn. Ông chở thì vô, có đi đâu đâu, đi vô làng bình không à? Vô chỗ ngồi nói chuyện xong nữa, nhiều khi đi ngủ uống cà phê. Từ lúc gặp cho đến lúc yêu là mấy năm? Lúc gặp nhẹ mặt là 2 năm luôn. Sau ông nói giờ hồi anh muốn cưới em, nói em không cho, phản đối. Bác ơi, bác không cho con gái mình coi như là lấy Đức là bởi vì nhìn thấy cái hoàn cảnh của Đức. Tôi cũng như con tôi không biết cái gì hết á, tại vì nó đúng ra tôi hồi xưa thì ăn học ít, chữ nghĩa tôi không coi báo cũng gì, tôi cũng không biết việc Đức là cái gì. Vừa cũng như là quen tìm hiểu lại nhà chơi, là mỗi thứ bảy là lại chơi, rồi thấy chào chào bác, cái cứ như từng lễ là gặp, từng để gặp mình, tôi nghĩ là như bạn thì kệ đi, con gái mình có bạn thì lại chơi chứ đừng có đi ra đường này kia, thì lại chơi giết cũng lâu rồi. Cái nó tình cờ nó nói mẹ bây giờ Đức đòi cưới con. Tôi hủng hoảng lên, tôi run lên, tôi nói trời ơi chết rồi, tại sao người quyên mà mẹ không chịu cưới, mà không chịu mà mày đi ưng người khất tật. Người gặp ở lối xóm á, cái điện đời của người đó, nó nói con mày không biết có thương tao thiệt không, hay là giả dối đi hai con ta. Vậy mà thằng dễ tôi nha, nó giỏi á, thuyết phục. Nhà mấy đứa em đầu thương hết, cô đâu cũng chịu hết trơn, có mình tôi cũng chịu thôi. Cái miệng không dữ dội đó. Tánh mình mà dài rồi mình sợ con khổ. Người sau nó ngay mấy anh hai nó đâu cũng chịu, người nào cũng chịu hết trơn á. Sao tôi nói ôi, hệ thương đâu rồi, gã đói với giờ sao giờ. Đó thì thành người về đây, giúp cuộc cũng thương, dễ chạy về đây ở, nuôi cháu tới giờ luôn. Còn bây giờ thì là cái tình trạng giữa con rể và mẹ vợ thì sao? Không có gì mà con cái nó
cũng như tính nó kỹ, nhiều khi mình quá giận kỹ. Biết sao cũng như là mình, ví dụ tôi mắt tôi không thấy đường, múc bột ngọt thì nó vớt bột ngọt, đổ bột ngọt, người đâu có thấy đường đâu lao. Ăn cơm vớt cơm. Ăn cơm vớt cơm thì cơ, thí dụ cái nó xuống á thì tánh nó khó. Cái nó giữa, nó đi lao giữa. Anh, thế thì tới cái giai đoạn mà anh tới tuổi cập kê, bắt đầu yêu bà xã của mình hiện tại, xong rồi khi mà anh phát hiện ra là anh đã yêu rồi á, lúc đó anh có bị sợ không? Thì bà xã mình là một người, nói chung là một người dân lao động, thì cũng tình cờ chơi chung với một nhóm bạn. Mình thì thích cái người bạn mình mà không hiểu tại sao người bạn mình bắt mình trong cái bà xã mình đó, rồi cũng đi chơi vui vẻ này nọ, rồi mình vẫn vô tư, mình cũng không nghĩ tới chuyện đó nữa. Nhưng mà bà xã là người chủ động trước, thì mình cũng bắt đầu mình có một cái gì đó, có một cái khía cạnh gì đó nó ngả về một cái tích cực một xíu, cũng rồi anh mới mở lòng mình rồi, cũng mở lòng rồi, cũng Đức cũng phải có một cái khoảng thời gian bị bên mẹ vợ không đồng ý. Nhưng mà anh có thông cảm về cái sự việc mà họ không đồng ý không? Thật ra thì thông cảm thì vẫn thông cảm, nhưng mà Đức nghĩ Đức cũng không phải là buông, nhưng mà mình nỗ lực bằng cách là cũng hành động. Ví dụ như những cái việc đơn giản như là nhà bị hư bóng đèn, Đức vẫn leo thang sửa được, chở mẹ đi chùa, chở cô đi chợ, rồi làm những công việc như một người bình thường làm. Thì lúc đó là mọi người trong nhà mới cảm nhận rằng là Đức không phải là một người vô dụng và ngồi một chỗ. Cho nên từ đó mọi người mới mở lòng. Cái thời gian mà em mang bầu hoặc là trong cái khoảng thời gian đó thì em có buồn phiền gì về anh chồng này không ạ? Trời, tối nửa đêm 11, 12 giờ đêm thèm cá viên chiên. Anh mua 3 sâu cho em ăn thôi nha. Ở đâu vậy em? Sương Nguyệt Ánh nha. Chạy ra tới Sương Nguyệt Ánh mua về ăn được sâu, thôi em ăn đi. Có nghĩa là Đức rất là chăm sóc cho em đúng không? Ví dụ em có chuyện gì là kêu anh ơi, cái gì em, cái gì em. Nói chung giống như bưng đồ ăn hay bưng gì không được, nhưng mà muốn có chuyện khác là vậy, ok, cái gì cũng ok. Rồi sau khi sinh ra thì sao? Cái lúc mà em nhìn thấy hai đứa con, mà em nhìn thấy chúng nó bình thường á, nó có cái cảm giác như thế nào? Xúc động, nói chung thấy thương lắm. Còn con, một cái mốt à, với cái sáu. Một tuần lễ em mới gặp nó. Khúc mà em vô bệnh viện là em dưỡng thai thôi. Cái em sao, cái em bị đau quá, cái tới sáng 5 giờ mấy luôn, cái em nói mẹ ơi con sắp đẻ rồi mẹ ơi. Cái gọi điện thoại cho chồng, nói anh ơi em đẻ rồi. Em vô là người ta hỏi này hỏi kia, cái Cúc mê ngủ luôn. Ngủ mà cái tới mà Cúc mà giống như mình linh tính á. Cái mớ vừa đẩy ra thấy anh chồng em cầm nạn mà ôm hai cái khăn màu hồng, khăn màu xanh đứng rồi. Cái ông xoa đầu, ngủ đi chợ. Cái đầu anh ngủ từ 6 giờ sáng mà tới 9 giờ tối luôn. Một tuần sau em đi gặp con mà em nhìn cũng khóc luôn. Để con mà đó. Thiếu tháng mà. Con kiếm máy không tưởng tượng ra được. Thiếu tháng phải không em? Dạ thiếu tháng, thiếu 2 tháng. Đẻ có 7 tháng à. Rồi trong cái đời sống vợ chồng á, có khi nào em chán nữa không? Cũng có, cảm thấy cũng có chán. Nhưng mà có hai con á. Giai đoạn nào mà em cảm thấy em chán nữa? Nhiều khi em đi chơi á, cái ổng la em. Cái em về hai chồng gây lộn, cái gặp con. Mẹ sao mẹ ba, mẹ la ba vậy mẹ. Cái nói biểu ba nói mẹ này kia, mẹ đi chơi mà ba la mẹ kìa. Ba này kỳ quá, cho mẹ đi chơi đi, cho mẹ khuấy cái đầu óc mẹ, nhà mẹ nấu cơm hoài, cho mẹ đi chơi đi. Mỗi lần mà gây nhau như vậy á thì ai là chiếm phần thắng? Em phần thắng, nhưng mà chút người xin lỗi cũng em. Sao vậy? Tại em kiếm chuyện. Em là người kiếm chuyện trước, nóng tánh, em cũng hai nóng tánh. Hai vợ chồng có khi nào mà gây nhau, giận nhau mà suýt ly hôn không? Có, hầm thôi. Em nói hầm là nhỏ, hai đứa nhỏ khóc sưng mắt luôn. Hai đứa khóc. Khóc sưng mắt. Mẹ đừng vậy, con thích... gây nhau trước mặt hai đứa con vậy? Không có, gây mà vô tình nó nghe thôi. Cái đứa nhỏ nói thôi, con muốn có ba có mẹ nữa. Nó là bà kiếm chuyện với mẹ, chứ thật ra mẹ không kiếm chuyện ba đâu. Rồi cái hả? Rồi mẹ xin lỗi ba chưa? Xin lỗi gì hả? Xin lỗi rồi. Cái gì? Bởi vì ba xin lỗi mẹ chưa? Xin lỗi rồi. Vợ hai người quề nhau đi. Rồi quề. Hai đứa nhỏ nó thương. Trời nó nghe. Bởi vì có con lợi hại lắm em ơi. Có con lợi hại lắm. Nói chung là em nóng. Tại vì em tức cái chuyện đó là em nói liền. Em nói xong cho đã. Cái xong em nằm ngủ tới sáng. Xong mình qua mình. Xong mình nóng dữ người ta. Cái nhắn tin. Em xin lỗi anh này kia. Xong cái
về nhà cũng chưa ăn cơm này nè. Anh xin lỗi nha. Ờ, dễ thương á. Cứ lâu lâu một vài tháng Đức lại vô trong bệnh viện. Dạ. Để thấy chồng mình vô trong đó thì em thấy như thế nào? Em vô em lo ổng không yên tâm hai đứa nhỏ nên cái thôi em về đi, cái nó về rồi ai lo cho anh, cái nó anh tự được. Nếu mà không có chuyện nước biển á thì ok, mà chuyện nước biển rồi á mình xách cái bịch đi theo ổng đi toilet này kia đi này kia nọ. Đó hết mừng thôi, mừng. Nhưng mà em cũng sợ là ổng mổ đi nhiều quá ảnh hưởng á, thuốc mê nhiều quá là ảnh hưởng cái cuộc sống mình, giảm tuổi thọ á, nên cũng sợ lắm. Thế nó là gán đi cho hai đứa nhỏ nó 18 tuổi mình thấy mình ok, mình lo nó ra xong mình khỏe á. Dạ, anh chỉ mong rằng là hai vợ chồng nhà nào không vậy chứ á. Dạ. Hai vợ chồng cũng gây lộn hoài tự gây nhau, vợ chồng cứ gây nhau không đó. Gây mới gọi là thương á. Thương đó, nhưng mà sau những cái trận như vậy đó lại càng hiểu nhau và dạ, càng thương, thương nhau nhiều hơn. Anh cái lúc mà vợ có bầu á là anh có lo lắng không? Anh nghĩ một cái điều là bản thân mình là nạn nhân chất độc da cam thì chắc chắn là cái sự biến thể nó ảnh hưởng nó cũng có. Dạ. Nhưng mà anh cũng có tâm sự với bạn, dù có như thế nào đi nữa thì đây cũng là máu mủ của mình tạo ra, mình không thể ruồng bỏ hay từ chối. Thì nói chung là khi ra trên đôi như vậy thì anh cũng cảm thấy một cái cảm xúc lúc mà vợ anh sinh thì anh cảm thấy rất là bất ngờ, không nghĩ là mình là song thai và cũng không nghĩ rằng là hai bé ra đành đặn như vậy. Chỉ có điều là hai bé thiếu tháng thôi, lúc đó chúng ta cũng nuôi khá vất vả. Anh cũng nghĩ một cái đơn giản đó là điều mà trời cho. Cho dù hai bé như thế nào đi nữa thì chỉ mong muốn rằng là sự bình an, sức khỏe và đặc biệt là sự phát triển tốt là được rồi. Khi mà lần đầu tiên anh đón hai đứa con của mình được ẵm nơi trên tay, cái cảm xúc của anh nó như thế nào? Lúc đó anh không kìm được nước mắt, cảm xúc lúc đó nó nhân đôi rất là nhiều. Thứ nhất là mình chính thức bắt đầu là một người bố, là một người cha. Và cái gánh nặng thứ hai của mình ở đây là đó là lặng hoàn tất. Mình phải nhìn nhận, bắt đầu có trách nhiệm và bắt đầu tập trung vào cái việc là chăm con, để rồi khi con lớn lên thì mình cảm thấy nhẹ nhõm. Rồi, trời ơi. Đây là mình được ăn đặc sản đó nha. Cảm cái tuổi thơ của em đó, em rất là thích cái món này. Đây không những là tuổi thơ nữa mà là tuổi già luôn. Anh nhận thích. Thôi giờ xin phép gia đình cho mình vừa ăn vừa nói đi cho chứ nó còn cạo để mà cạo nó còn được cái độ giòn rụm. Đúng rồi. Chứ không hồi nó nguội. Tiền em có dự định là em mở một cái quán bột chiên không tiền? Có nhiều món em muốn bán lắm. Món bột chiên nè, dễ nè. Ừ. Gỏi cuốn nè. Ừ. Nếu như mà tiền có muốn làm cái gì đó thì em ủng hộ. Làm vợ làm một điều gì đó thì đương nhiên mình là người ủng hộ đầu tiên. Không, cũng không giấu mọi người, Đức cũng đã từng thất bại trong một cái vấn đề kinh doanh. Ừ. Đến và vào năm 2019 em đã kinh doanh mở quán cà phê nhỏ. Ừ. Mà trong đó là có phối hợp với một người bạn thân bán đồ ăn. Ừ. Nhưng mà không ngờ là nó có một vấn đề chích mít là cũng thất bại. Bà Thảo thì nói tính của bà Thảo là một người xuất thân từ buôn bán mà em rất là thích buôn bán, nhưng mà nghĩ lại thì sức khỏe mình không cho phép. Nếu mà bây giờ thì mình lo đón đưa đón con là chuyện bình thường, nhưng mà nếu như mà mình có vấn đề về sức khỏe thì một mình bà ôm đờm cũng không chịu nổi, cho nên là mới phải tạm dừng cái chuyện đó luôn. Chứ mình cũng rất muốn làm cái điều gì đó để sau này rủi mình còn không có khả năng nữa thì là cũng có một cái gì đó để lo cho con cái. Hai bé là một cái động lực, thấy những cái nụ cười, thấy được những bé chơi vui học hành này nọ là mình đã cái mình đã yên lòng, cảm thấy yên lòng, cảm thấy mình phấn đấu hơn nhiều hơn nữa. Bây giờ cái điều em sợ nhất là gì? Điều em sợ nhất là vẫn là cái sức khỏe, mình không đừng trước được. Sức khỏe mình hạn chế như vậy thì mình không biết mình có là được tới đâu như thế nào. Mà mình cũng mong muốn rằng là chỉ làm sao mà để cho hai bé và bản thân mình á, mình muốn nhắm mắt lại và mơ thấy là hai bé trưởng thành 18 tuổi. Chỉ được có điều đó, đó là điều mơ ước. Một đúng vậy. Mong muốn một đứa con thấy nó đó trưởng thành, nó tốt nghiệp và nó có một cái cuộc sống tự lập. Thì em không biết là chị Tuyền có cái nỗi sợ giống như là anh Đức sợ hay không, và nếu như không may một cái chuyện gì đó nó xảy đến với gia đình mình
thì chị có dự tính trước là chị sẽ phải xoay sở nó như thế nào? Cũng có suy nghĩ rồi. Lúc đó về nhà mẹ ở, nhà này cho thuê để lấy tiền lo cho con. Nhưng mà lo xa quá, chứ ổng làm gì lo xa dữ vậy. Cái em phải tính chứ, tính là dù có chuyện gì em gỡ con bên bệnh, cũng có anh em mình đưa rước nó đi học thì mình cũng đi làm. Nhà này cho thuê là mình có nuôi nó tới đâu hay tới đó thôi. Khoan, em thấy có ai giao cái gì kìa? Cái gì kìa? À, đây. Hoa giao cho anh Đức. Vậy hả? Trời ơi. Ai tặng quà anh Đức vậy? Anh Đức. Thì nói chung là mình phải làm một điều gì đó để mang lại một cái niềm hạnh phúc. Nói chung cũng là một cái khoảng cách. Và cũng vừa rồi là dịch nữa cho nên là cũng không có tổ chức luôn vấn đề gì về kỷ niệm 15 năm nữa. À, 15 năm ngày cưới. Đó là một khoảng khắc mà cũng rất là quý báu, nhưng mà công việc nhiều rồi mình vân vân, rồi mình cũng dịch bệnh nữa, rồi mình cũng thôi chờ qua. Rồi vợ cũng tâm sự với vợ nói thôi thì mọi thứ đều êm xuôi, thông cảm. Mà hôm nay thì cũng sắp tới rồi, nói chung là bó hoa này cũng mang đến tình cảm. Dạ, ông đặt hoa, ông tặng vợ mà mình tưởng đâu ai tặng ổng không à. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh đã lo cho ba má con em tới giờ này có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Cầu cho anh có sức khỏe tốt để lo cho mấy mẹ con em. Em sao được không? Sống trong một cái cảm xúc mà nghĩ về người khác mà không có phải là một người nào xa mà chính là người bạn người. Người mà đã âm thầm, nói chung là cố gắng đó là một chuyện mình biết ơn rất là to lớn. Ngoài cái việc mà mình biết ơn ra thì mình nghĩ rằng là rất là nhiều cái điều để biết ơn. Mắt là mình phải biết ơn tới cái sự sống của mình. Thì bác sĩ đã cố gắng tách mình ra cứu sống mình có được ngày hôm nay. Tới cái điều thứ hai là làm người bảo của mình. May mắn là em còn có tiền đến với cuộc đời của em và mang đến hai cái món quà quý giá vô cùng đến với em. Đức đã bị bỏ rơi một lần thì anh nghĩ là cuộc đời này anh chỉ mong rằng đừng ai bỏ rơi Đức. Và anh chỉ mong rằng là cuộc sống nó luôn luôn mang tới cho em những cái điều may mắn và những cái phép màu luôn luôn tới với em. Chị Tuyền thì dành cả thanh xuân để cho anh Đức. Còn anh Đức thì dành cả cái sức khỏe để lo cho gia đình của mình. Thì hai anh chị đều là những cái con người hy sinh cho nhau để cùng nhau vượt qua những cái khó khăn và để có được ngày hôm nay. Mong rằng tất cả những thành viên trong gia đình đều phải thật là khỏe để có thể cùng nhau nắm tay nhau đi tiếp ở chặng đường phía trước. Rất là cảm ơn chương trình đã cho đi có cơ hội được gặp lại những người anh, những người chị, những người bạn mà rất là quý mến. Và cũng là một cái chương trình mà nó mang tính chất là thiết thực và nó mang đến một cái cảm xúc mà có thể là bao lâu nay có những điều mình không nói ra được. Anh Đào với Phú Sĩ, hai con thấy bây giờ ba mẹ ngày hôm nay hạnh phúc gì, hai con có vui không? Vui. Bây giờ mình vui thì mình phải thể hiện chứ. Thì vậy nhân cơ hội này chú yêu cầu hai bạn thể hiện tình cảm với ba với mẹ được không? Rồi, cô chú nhường chỗ luôn. Đó rồi. Cảm ơn chị rất nhiều và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Và bây giờ thì anh Quốc Thuận, Ngọc Lan và gia đình anh Đức xin được chào tạm biệt. Chào tạm biệt.